Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhà nông mình xin chia sẻ về cách để quất quả xanh quả chín để cuối năm có một cây quất đẹp mà có cả quả chín, quả xanh, có cả hoa, cả nộc. Để biết như thế nào thì mời các bạn chú ý lắng nghe và theo dõi. Để các bạn xem, đây là một vườn quất cũng nhỏ thôi. Thì quất ấy, đợt này bật nộc rất là nhiều luôn, nó theo loạt. Đấy. Thì như mình đã nói ở những clip trước ấy, là quất mỗi một tháng nó ra sẽ ra một lớp hoa. Đều đều nào cứ một tháng nó sẽ ra một lớp. Thành ra các bạn cứ yên tâm là mỗi tháng các bạn cứ tỉa quả quất mà thưa ra ấy, thì tháng nào cũng có một lớp hoa và một lớp quả. Đây các bạn xem. Cái quả quất này ấy, bây các bạn nhìn này. Đấy. Đây là cành này khi tạo tay tán xong, mình viết xong là nó lên. Nó nên cái cành dăm này là nó ra quả luôn. Là từ tầm tháng 3 mình viết cành ấy, là mình viết từ tầm cuối tháng 2 đầu tháng 3, thì đến khi tầm sang tháng 4 là quả quất này, là quả này là quả tháng 4. Đấy, tháng 4 bây giờ tháng 8 là 4 tháng rồi. Thì quả bắt đầu mộng nước và sắp chín rồi. Thì còn 4 tháng nữa là Tết thôi. Hôm nay là mùng 6 tháng 8. Thì đây là lớp hoa của tháng 4. Đấy, tháng 3, tháng 4 đấy. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì lớp quả như thế này. Lại là lớp của tháng 6. Bây giờ để tính ngày nó khó tính, mình ước lượng khoảng tầm hoa từ tầm tháng 6. Đấy, về 2 tháng rồi. Nó cũng tùy thôi. Bây giờ từ cái lúc bắt đầu ra nộc như thế này cho đến lúc đậu được thành quả cũng mất khoảng tầm 1 tháng. Đấy. Thì các bạn ấy, quả quất bây giờ muốn chín vào Tết, chín đẹp ấy, thì quả nó phải tầm như thế này này. Tầm như thế này là trở nên nhá. Chứ còn mà bé như thế này mà bảo vào Tết ấy, mà để chín ấy, thì là rất là khó luôn. Vì nếu mà đến Tết chín ấy, thì là chắc là hơi ngày ngái xanh, chứ không được chín vàng đều. Vì bây giờ mình thử tính cho các bạn xem này. Từ bên Tết ấy, nó còn khoảng tầm 4 tháng nữa, hơi gọi là 5, chưa được 5 tháng. Hôm nay là mùng 6 tháng 8 thì đến mùng 6 tháng 12 là được 4 tháng. Thì đến tầm ý là mình phải quất chuẩn bị mang đi bán rồi. Thì cái tầm đó 4 tháng nữa cái quả quất này vào vụ đông nó khác với tầm hè thu như này. Quất rất là nhanh lớn tầm này. Vào tầm đó gặp rét 1-2 trận cây nó kẹt, nó đứng. Đấy, nó không được phát triển quả nhanh to mộng như thế này. Nên là mình tư vấn luôn là các bạn là từ những năm sau, nên là để quả có thể là sớm hơn một chút. Đấy. Để quả sớm, ví dụ là để quả từ tầm tháng 4, tháng 3 có thể để được. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 cứ để quả tháng 4, tháng 4 là chuẩn nhất. Thì quả tháng 4 nó có tầm như thế này. Đấy, nó như quả này. Xong là tầm tháng 5, tháng 6 là có quả như thế này. Xong là đến tầm tháng 7. Đây, tháng 6, tháng 7 có quả như này. Xong là bây giờ sang tháng 8. Tháng 8 là ra hoa bắt đầu như này đây. Đấy. Tháng 8 là bắt đầu lại ra hoa, tháng 8, tháng 9 lại ra cái lớp này. Đấy. Còn sang cái lớp tháng 11, 12 ấy, vào hoa Tết mới quan trọng. Tết mà có những cây quất quả chín, quả xanh và hoa nộc như thế này mới là có giá trị này. Như các bạn xem. Đấy. Quất không cần phải bắt quả vào một lớp. Vì nhiều khi thời tiết ấy, nó sẽ bị rụng quả. Nắng nóng hoặc là mưa, thừa nước, cây khỏe, cây yếu nó cũng tùy. Cây khỏe nó đẩy quả, có thể là lớp này nó đẩy nhưng lớp sau nó không đẩy được. Thành ra mình lúc nào trên cây cũng có quả thì nó sẽ hạn chế bị đẩy quả hơn. Bây giờ cây đang nuôi quả thì nó không, nó bớt bị đẩy quả. Các bạn bây giờ mà ra quả tầm tháng 4, tháng 3 này các bạn mà bỏ hết đi, thì đến khi cây quất nó khỏe quá nó hay bị đẩy quả ở các đầu nộc. Các bạn lưu ý là quả, các hoa đầu nộc ấy là như thế này này, nó sẽ dễ bị đẩy hơn. Cây quất vỏ trên chậu trên chum này ấy, cứ có quả xanh quả chín là bán được thôi, chứ không nhất thiết gì là phải chín đều cả cây. Đấy. Các bạn thấy không? Lớp quả này chín là rất là đẹp luôn, còn cái lớp quả này nhỏ này và nhỏ này. Đấy, Tết là rất là xanh. Đấy gọi là quả xanh chín. Và cái lớp hoa này sắp tới lại là báo nó cũng là quả BB thôi. Từ đến Tết còn 4 tháng nữa thời gian cũng không còn phải là dài. Nhưng mà quất hiện tại bây giờ là cũng hòm hòm cây rồi.
Cây quả rất là to. Cũng của cây này hơi bị rão, rão nục. Này các bạn xem. Quất thời điểm này quả đã như thế này rồi. Mà nhiều bạn có hỏi là quất của các bạn bây giờ nó chỉ tầm như thế này và như hai quả này này. Đấy, thì liệu có kịp đến Tết không? Quất vào Tết ấy của các bạn. Tết thì vẫn có thể là tới, nhưng mà có cái là cái độ chín như thế nào. Đấy, các bạn xem, quả quất nó to như thế này rồi mà ngón tay mình đây. Đấy. Nó còn chưa chín được. Còn khoảng tầm 4 tháng nữa thôi, làm sao các quả như thế này mà chín được. Năm nay mất một vụ tháng 6 là rụng quả nó hơi nhiều. Thành ra là như mọi, nếu mà như mọi năm thường thường ấy thì các bạn bắt để hoa tháng 6 vào Tết là chuẩn 100%. Nhưng với thời tiết năm nay là bị rụng quả nên nó hơi khó khăn về cách bắt quả. Nhưng mà cây quất trên chum trên vò ấy, mỗi người làm một kiểu thôi. Ai mà cứ để quả luôn từ lúc tạo tay tán như này này đấy, thì tháng nào cũng ra một lớp. Thành ra là ví dụ là như cây này đấy, ở trên ngọn có quả, mà ví dụ là ở dưới này không có quả, nhưng mà sắp tới nó ra một lớp hoa này, nó ra quả xanh. Thế là có quả chín, quả xanh quả chín. Thế là ổn rồi. Chứ còn nếu mà mình làm quất mà bắt tất cả hoa vào một nứa mà chả may bị rụng quả hay là rụng chút quả ấy, là rất là mất năng suất. Thành ra là các bạn lưu ý là quất có thể để quả sớm từ tầm hoa tháng 3, tháng 4, chứ không nhất thiết là phải để tầm tháng 6. Đấy. Các bạn xem có gì thắc mắc cứ bình luận bên dưới để mình cải thiện clip lần sau nó rõ ràng hơn. Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình.